Hello, tên là Kazu của anh nhóm Double Wiz. Bây giờ mình ở 14 là Đinh Tiên Hoàng ấy, là cửa 1. Tại sao mình đến ở đây? Lý do là phố 14 là có hai cửa hàng đặc biệt ấy. Mọi người biết không? Là đối với người nhà đất đất nổi tiếng ấy, tại vì là các món hàng cửa hàng đó là rất rất ngon ấy. Nên nhiều người Nhật Bản, nhiều người nước ngoài là đến cửa hàng đó. Và một cửa hàng là quán 94 là một kia là quán tuyến 94 cũ á. Hai cửa hàng đó đều có món ăn cua. Nên hôm nay mình sẽ so sánh với quán 94 và quán tuyến 94 cũ á. Là mưa rồi á. Yêu quá. Mọi người ơi, có vẻ là rất ngon nè, đúng không? Cái này là 460.000 nè, 460.000 nè. Quán tuyến 94 cũ là 170.000 nè. Chi phí là khác, nhưng mà muốn là giống nhau nè. Nhưng có vẻ là khác nha. Và cua rục chín bột nha, đúng nha, cua rục chín bột nha. Hôm nay là ý kiến của mình nè, của Kazu nè. Nên không biết là người khác là nghĩ như thế nào nè. Khi thấy thì cái này là có vẻ là ngon hơn nè. Cho nên là cái này là ăn trước nha. Ngon nè. Cái này là chín nè, chín tôi nè, có gia vị nè, hơi có muối nha. Cua này là đẹp và tươi nè. Wow, ngon. Có nhiều thịt cua nè, ngon. Là cao dự nghĩ là cái này là có bột nhiều hơn, mềm hơn nè. Có vẻ là nó bột chắc chắn là vị khác nhau nè. Cua lục chín bột này là không có vị nữa, là tự nhiên thôi á, vị tự nhiên là vị cua thôi á. Nhưng cái này là có vị khác nhá, có thể là chắc là có vị mối á. Và thực tập là cua lục chín bột này là vừa miệng vừa khá dữ nhá. Khá hay là ngon lắm. Cái tiếp quán chim mình thứ là có trẻ này và có đội đũa là cho cũng có là hai cái này, hai đội này là cho xin sự kiện cũng có là muốn nè. Nhưng
khoảng tuổi 90 cũng là không có nhưng cái này có ớt nha. Wow, thịt cua đủ quá. Hương về biển nó nhưng thật là của này à, không có thịt cua này tại sao không có mùi cua này. Cái này chắc chắn ngon này nhưng mà không biết tên gì làm tiếng Việt. À trứng hả? Món của bia nè, cho các mình hợp nhau nè. Thì thịt cua này là ngon hơn nhưng vịt là ngon hơn cái này, tại vì là cái này là đậm hơn nè, nhiều lắm nè. Còn nếu ăn hết rồi thì vẫn còn no đến ngày mai là ngày kia rồi. Hiểu rồi. Cái này là chắc là có dầu hành lá nè, có vị Việt Nam và có vị đậm nè, nên mình thấy là ngon, cảm thấy là ngon hơn. Cá này thì có nhiều thịt cua nhưng rẻ nè, không rẻ nè, rẻ hơi rẻ nè. Nếu làm như thế này ở Nhật Bản thì chắc chắn là mắc hơn, tại vì là cua là giá cao rồi. Cả hai cũng đều có rau rồi và cái gì sốt, cái gì nước mắm à, không nước mắm à, có thể là có. Mình muốn thấy vì cua nên không sử. Ê, một đĩa nhỏ nha. Có giống như là mỗi cuốn nha. Ốc đó. Kết quả là đối với cá dưa nha. Cái này là đối với cá dưa nha. Không biết là người khác nha. Đối với cá dưa, cua lục chim bột là cái này là ngon hơn nè, là quá bé nè, thôi à, mệt nhá. Và tiếp theo này, miếng xào cua là với cái cá dư là ngon nè, cái này là ngon nè, tại vì là cái này là hơi bị nhạt nè. Hơn nữa nè, nếu mà ăn miếng này thì thái đều vị Việt Nam này và đem ngon này, thực sự là quán này là có nhiều béo nên không thể ăn nhiều, này là ít có béo nên và vì nhạt nên kết quả là ăn được nhiều hơn quán này. À, cái này là theo cha dưa, tại sao mình muốn so sánh với quán này và quán kia trong chương trình này, tại vì là ở Nhật Bản là không có cảm như thế này. Nếu là cái này
có quán cua thì có quán cua bên cạnh đó là và chắc chắn là đi xa hơi xa. Em Việt Nam là có quán giống như vậy, là giống như món ăn đi Việt Nam và khi mới đến Việt Nam rất ngạc nhiên. Hôm nay rất vui nếu mọi người muốn ăn thử món ăn này thì hãy đi quán đó nhé. Nếu mọi người đi đến quán Chim Mười Thư hoặc là quán Thúy Chim Mười Thư cũ thì mọi người theo mọi người ngon là quán nào hãy share cho Kazu nha. Chắc chắn cuộc sống Việt Nam của Kazu là thú vị, là vui nha. Đẹp rồi. Nếu biết video này thì hãy like, share, subscribe nhé. Mọi người ơi, cảm ơn đã xem video này nhé. Bye bye.